Cái này dùng sao ta? Để coi. Cái này giống như một cái móc khóa các bạn. Cái này một cái móc khóa chúng ta mang theo, chúng ta đeo bên cái túi xách của chúng ta. Đây các bạn, bằng inox hoàn toàn các bạn nhé. Cũng khá là cứng. Đây. À, như thế này các bạn này. Chúng ta lấy cái này ra, kéo cái này lên là sẽ thành một cái ly uống nước. Hay các bạn. Thì nếu như dùng cái ly này á, nó được một cái tiện lợi là các bạn dùng xong, giả sử các bạn uống nước xong, các bạn gấp cái này lại, gắn lại này, cắt. Rồi, rất là tiện lợi, các bạn bỏ vào trong cái túi xách của mình. Đấy.